Chào mừng các bạn đến với khóa học lập trình là Laravel Framework phiên bản 5.0 tại Trung tâm Đào tạo Tin học Khoa Phạm. Tiếp tục Phùng lại hướng dẫn các bạn khi chúng ta làm việc với giao hàng. Thì phần trước mình tiến hành lập thêm được rồi, hiển thị ra những sản giao hàng rồi cũng như xóa rồi. Phần cuối cùng sẽ hướng dẫn các bạn chúng ta cập nhật lại cái sản phẩm giao hàng này thông qua số lượng. Ví dụ mình bấm vào số 10 đi, thì số lượng thay đổi được chưa bạn? Được nha. Thì lúc này làm như sau. Thì bây giờ tôi sử dụng Siri ra phần này. Bây giờ bấm vào thì mình cần phải biết được là ai bấm vào là cái gì, đúng không ạ? Thì lúc này chúng ta cần dùng Siri lấy thuộc tính ra, lấy câu ra là bạn được chưa nào. Vậy bây giờ để làm việc với Siri thì chắc chắn điều là chúng ta phải vào cái trang của chúng ta, resources view nè bạn, view nha, trong cái phần master của mình, user master .php bạn. Cái số cuối cùng tôi tạo thêm cái file nữa nha, cái file nữa của mình script nó hơi bị dài ha, script tôi gõ luôn, gõ lại để cho bạn. Và tôi tiến hành lập khai báo FRC bằng cái đường dẫn rồi cho bạn. Và tôi sử dụng đường dẫn uy chang này luôn, không khác gì hết á ha, không khác gì hết, chỉ khác cái file thôi. Cái file của mình là cái sẽ là cái file MyScript đi chẳng hạn như vậy, MyScript.js và lưu phong trong folder là public, đây public trong user js để cho bạn lưu lại rồi sửa lại nha, MyScript đấy. Rồi bây giờ thử thì đơn giản mình chỉ cần dùng lệnh là alert thử coi nó có chạy không nha bạn. Rồi chỉ thử này, refresh trang lên coi là không, coi là chúng ta thành công được chưa. Rồi bây giờ làm thì lấy làm cái form đúng không bạn, cần lấy đối tượng ra thì chắc chắn là bạn cần phải có cái form bao quanh đó đúng chứ nào. Lúc này tôi làm như sau, tôi chọn cái bên cạnh này của mình. Ở phần này thì tôi có thể làm nhanh gọn như sau, tôi sẽ bao quanh toàn bộ cái đống tr và td này, đâu cái form được không bạn, còn tất cả nhá cái form. Đó là cái phần luôn. Được chưa bạn? Đấy. Đấy ha. Và chắc chắn là bị form thì mình có một cái thẻ đặc biệt quan trọng là input name là token, còn nhớ không nào? Và cái tag của nó là hidden. Đấy. Được chưa bạn? Đồng thời nó sẽ có value là chưa bạn, test thử nha. Chị thử trang chúng ta nè, refresh lại trang chúng ta để chúng ta xem mắt của trang nha bạn. Tôi chuột phải theo dõi phần tử đây, kéo lên trên và cao xíu nha. Tôi kéo lên trên confirm chính xác token của mình được chưa nè. Đấy rồi, có token rồi, tiếp tục làm việc nha bạn. Tôi dùng cái method form ở đây là method robot, được chưa? Rồi tạm thời xin không để ý hết, tạm thời thôi nha, không để ý hết trong đây. Rồi, bây giờ làm này bạn ơi, bây giờ bấm vào cái nút nào đây, bấm vô cái nút này update thì mình tiến hành làm gì bước này nha bạn. Giờ làm này, trong MyScript tôi dùng cấu trúc của Siri làm việc chấm ready được chưa bạn, document đó bạn, ready function được chưa. Rồi bấm như nút nhấn, tôi lại đây xíu quay lại cái của mình nha, tắt cái đi, bấm nút nhấn của mình mà nó có cái tên gì không, nó không có tên gì hết ha, nó không hề có tên gì, đặt tên nó được chưa. Nút nhấn của tôi này, đặt cái tên class đi là update để cho bạn bấm nút nhấn thì ở lớp dùng thường cái là xong, click nút nhấn class, bấm nút nhấn thì thực hiện công việc là ở lớp cái test thử nha, chậm chậm mà chắc ha. Rồi chạy thử lên trang mình này, refresh trang là bạn, bấm nút nhấn
thì hẹn tất cả lệch ra, nó không hẹn sai đó ha. Đấy, phải kiểm tra phần này lại. Những leak function, xem nào. Ở đây tại sao nó không chạy nhỉ? Tôi đặt cái, tại vì ở đây cái lát phía trước nè, lát phía sau nó không chạy ha. Tôi cầm lát này phía trước luôn, xóa đi được mà. Hoặc tôi có thể là gắn vô cái A cũng được. Ha, rồi trở lại này, bấm vô lại đó, đó được chưa bạn? Được ha, đó bấm vô hiện ra. Bấm vô thì tôi cần biết là mình là thuộc cái ID nào, tức là mình bấm vô là cái dòng này là của ai, được chưa bạn? Và lúc này ở đây tôi làm như sau, tôi cho thêm một cái nữa là ID bằng cái con số của mình, được không bạn? Quá dễ đúng nào. ID tôi đâu rồi? Ở trong rồi, copy này xuống sửa lại ha. Được chưa? Tôi sửa hàng ID, được không bạn? Tôi xoay trở lại này, thì phát trang chúng ta được nha. Rồi tôi bấm lại nha bạn. Rồi, ok, bây giờ đơn giản là khi mình bấm vô xong á, bấm vô xong á thì tôi không có hiện ra cái lát này nữa, mà tôi muốn hiện ra cái ID mình bấm. ID này đâu bạn? Tôi chuột phải với hai bạn xem thử nha, có cái ID hiện không ha. Đây này, ID đâu bạn? Mà bây giờ mình đâu còn ID này, mình cần là cần gì ta? Mình cần cái row ID, đúng không bạn? Cần cái row ID. Thì ở đây tôi xem lại thử cái Laravel của mình nha. Cái phần update này người ta cần là cần row ID hay là ID đây. Ở đây remove update, người ta cần là cần row ID được chứ bạn. Vậy tôi truyền row ID vô này nha. Row ID được chưa nào? Rồi bây giờ tôi đơn giản là như sau, tôi lấy cái số này ra nè, vì mình cần phải lấy được cái số này ra, được chưa bạn? Phải là ngay khi mình bấm, ngay khi mình bấm là list, mình lấy thuộc tính đúng không bạn? ATTR của ai bạn? Của cái ID, đúng chưa nào? ID thì lấy nó ra nha bạn, lấy nó ra nè bạn ơi. ID được chưa? Thì tôi sẽ trả về một cái biến để mình hiển thị ra nhá. Và ID hoặc là row ID luôn cũng được bạn. Tôi alert thử cho mình thể kiểm tra thử ha. Alert ra row ID, tôi refresh này cho chúng ta kiểm tra lại kết quả nha bạn. Refresh, bấm vô này, được chưa bạn? ID ra rồi, được nha. Đây là ID của mình rồi. Có ID rồi thì tiếp tục làm gì nữa? Khách hàng cần lấy cái gì bạn? Cái qua ti này nè, có con số rồi, cần lấy cái qua ti nữa, biết thuộc số lượng nào chứ, sản phẩm này có số lượng bao nhiêu chứ, đúng không bạn? Và bây giờ cái số lượng ra, đấy là mới là vấn đề đây. Mình đang ở đây, được chưa bạn? Mình muốn lấy hàng input này thì chắc chắn bạn phải gắn được cái tên rồi, đúng không bạn? Gắn được cái tên, ví dụ tôi kiếm là cái tên cho nó nha, class, đúng không bạn? Class chẳng hạn, class multi đi, rồi được chưa? Bây giờ kiếm nè, kiếm nha. Tôi tạo cái biến va luôn, qua ti bạn, đô la dis của tôi, được không bạn? Chỗ tôi bấm nè, và tôi file, tôi chấm file, được ha. Hiện tại tôi đang ở đâu đây? Hiện tại đang ở trong đây, được không bạn? Tôi phải ra ngoài đây tôi mới kiếm được chứ. Ở trong đây phải ra ngoài là parent, đúng không bạn? Phải ra ngoài là parent thì chấm parent trước, còn chấm phải thử thôi ha, thử kiếm được không nha bạn. Tôi kiếm này, tôi kiếm qua ti, kiếm qua ti nha bạn. Xong và tôi cần lấy giá trị trong cái field ra thì chắc chắn là chấm void rồi, để trên này chấm void và tôi hiện ra alert qua ti này thử. Refresh trang chúng ta, bấm này nè, bấm như bạn,
ở DeFi và lại chưa kiếm được chúng ta. Ta kiểm tra lại lần nữa nha, kiểm tra lại lần nữa nè. Vào đây, mình đang ở đây ha, mình kiếm bên ngoài là Byron, được chưa bạn? Và kiếm cái last loyalty chạy không được à, tại vì nó có hai cái last band với loyalty nè, thì mình thấy ghi chung đó band 1 thì bỏ nó lại đi. Rồi kiếm lại nha, refresh lại, bấm này bạn, vẫn là undefined. Rồi chúng ta kiểm tra lại sao như vậy. Qua đây ha bạn. Rồi ở đây thì tôi có thể chấm thêm một cái balance đi, không thể nằm trong nữa ha. Chấm thêm một cái, refresh lại, kiểm tra nha bạn. Bấm này. Rồi, được chưa? Bây giờ tôi hãy số bằng số 5 đi. Bấm này nè, 5, được chưa bạn? Vậy kiếm được hai cái, một cái là raw đi, một cái là quality, được chưa bạn? Đủ chưa? Thông thường thì làm việc ra đủ rồi bạn, thông thường thì ngay đủ rồi. Nhưng mà chúng ta đang làm việc với là Laravel, thì bạn nhớ Laravel có form, có input, thì bạn nhớ gì bạn? Token, đúng bạn? Vậy token chắc chắn rồi ha. Vậy chúng ta kiếm như sau, nó cũng nằm tương tự như cái thằng này, đúng mà. Tôi hãy kiếm là nem token luôn cũng được nha, thử nha. Rồi nó chạy ra luôn nè, input nem bằng token, chấm vào, thử nha. Rồi tôi lấy alert nha, chạy thử, bấm kiểm tra token chúng ta này bạn. Thôi đi phần tử ha, là con số là 8C gì đó, được mà, bấm lại 8C và lấy được token luôn rồi. Vậy mình có hoàn thành đủ ba hàm số, thứ nhất là row ID là cái đi mình cần sửa, thứ hai là cái số lượng và token thì bạn. Vậy là mình vừa tiến hành xong mới được giá trị ra. Tiếp tục phần sau hướng dẫn các bạn chúng ta làm tiếp tục cái phần series này. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe.